Thanh Mai xin kính chào tất cả các bạn. Rất vui được gặp lại các bạn trên kênh Truyện Thanh Mai. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay, mời các bạn cùng lắng nghe tập 3, tập tiếp theo của bộ truyện ngôn tình rất hay và hấp dẫn có tên Hợp đồng ân ái của tác giả Lê Tuyết. Ngay sau đây, mời các bạn cùng lắng nghe tập 3 của bộ truyện này nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chẳng mấy chốc, ngày sinh nhật của Thanh Nguyệt cũng đến. Sau khi giải quyết hết công việc, Đoàn Vân Nhi cũng bay đến thành phố B. Sau đó bắt taxi đến địa điểm quán cà phê mà đối phương đã gửi. Lúc đang chăm chú nhìn menu, đột nhiên giọng nói vui vẻ của con bé vang lên. Chị Vân Nhi, đây là anh họ của em, Trần Thanh Phong. Nghe thấy âm thanh đó, Đoàn Vân Nhi ngước mắt nhìn về phía ngón tay của Thanh Nguyệt. Chỉ là khoảnh khắc khi cô ngước mắt lên, người đang có nụ cười trong mắt đột nhiên tái nhợt, còn cô thì không khỏi cau mày và ngạc nhiên. Là anh ta? Anh ta là anh họ của Thanh Nguyệt sao? 2-3 giây sau, Đoàn Vân Nhi quay người nhìn xuống bàn cà phê vẫn bày sẵn rượu, đĩa hoa quả và đĩa đồ ăn nhẹ. Trần Thanh Phong thấy vậy cười đầy ẩn ý, lộ ra có chút hứng thú. Biểu hiện của cô hơi khác so với những gì anh mong đợi. Tôi nghĩ chúng ta đã từng gặp nhau rồi. Lời này vừa nói xong, Thanh Nguyệt không khỏi quay đầu tò mò, nhìn hai người bên cạnh. Họ biết nhau sao? Biết từ bao giờ? Sao chuyện này nó không hề biết gì cả? Nghe những lời này, hàng mi dài và dày của Đoàn Vân Nhi khẽ rung. Tuy nhiên khi ngẩng đầu lần nữa, ánh mắt của cô rất nhanh lấy lại sự lạnh lùng. Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy anh. Thật sao? Vậy chắc là tôi nhớ nhầm rồi. Vừa nói đến đây, điện thoại Thanh Nguyệt đổ lên từng hồi dồn dập. Con bé nhìn vào màn hình, vội vàng chạy ra ngoài, nói là có chút việc. Khi bóng dáng nhỏ nhắn ấy khuất đi, góc nhỏ chợt trở nên yên lặng. Đoàn Vân Nhi đưa tay cầm chai rượu chưa uống trên bàn uống một ngụm, sau đó dùng giọng lạnh lùng thờ ơ nói. Anh đã thấy đủ chưa? Nói xong cô quay đầu lại, lạnh lùng nhìn Trần Thanh Phong đang nhàn nhã ngồi ở một bên. Anh ta thấy vậy khóe môi hơi nhếch lên, im lặng nhìn chằm chằm vào đôi mắt sáng ngời có chút không vui ấy. Hình như em không muốn gặp lại tôi nữa. Vừa nói anh ta vừa di chuyển đến ngồi cạnh Đoàn Vân Nhi, ghé sát vào mái tóc hơi xoăn màu hạt dẻ, rải rác trên vai cô, nhẹ nhàng ngửi thấy mùi thơm của hoa cam giống như một năm trước. Nhưng tôi muốn gặp lại em. Đôi lông mày của Đoàn Vân Nhi vô thức nhíu lại. Trần Thanh Phong nhìn thấy vậy, không khỏi mỉm cười. Sau đó giơ tay phải lên, đặt ngón tay cái lên lông mày kia. Cô vô thức muốn tránh đi, nhưng anh ta lại đoán trước được. Tay trái đã giữ lấy vai phải của cô nói đùa. Em không muốn gặp lại tôi đến thế à? Được thôi, nếu em không muốn người khác biết chúng ta đã từng gặp nhau, thì cứ coi như đêm nay chúng ta gặp nhau lần đầu tiên đi. Nếu đây là lần đầu tiên của chúng ta, sao anh không bỏ tay ra đi? Anh không thấy mình ngang ngược và phù phiếm sao? Nghe được thanh âm này, Trần Thanh Phong lại mỉm cười thu tay lại. Nếu bị coi là phù phiếm, những gì em nói và làm với tôi một năm trước còn tệ hơn thế này. Anh ta vừa dứt lời, Đoàn Vân Nhi lại cau mày. Trần Thanh Phong thấy vậy có chút áy náy nói. Được rồi, tôi không nói nữa. Đoàn Vân Nhi lạnh lùng im lặng nhìn. 3 giây sau cô đứng dậy rời đi. Trần Thanh Phong thấy thế, vô thức nắm lấy cổ tay cô. Tức giận à? Tôi đi nhà vệ sinh. Nói xong cô lạnh lùng hất tay Trần Thanh Phong rồi rời đi. Nhưng trên thực tế, Đoàn Vân Nhi không có đi vệ sinh mà rời khỏi quán rượu, đi đến bức tường bên ngoài cạnh cửa dựa vào đó. Bản thân không khỏi thở dài, ngẩng đầu lên trầm ngâm. Cô không bao giờ nghĩ rằng một ngày nào đó cô và Trần Thanh Phong sẽ gặp lại nhau. Hơn nữa anh ta thực chất là anh họ của Thanh Nguyệt. Hóa ra thế giới này tưởng chừng rất lớn, nhưng cuối cùng lại rất nhỏ. Đoàn Vân Nhi ở bên ngoài khoảng 7-8 phút. Sau đó cô đứng thẳng người dựa vào tường, đi vào. Chỉ là vừa bước được 2 bước, cô liền nhìn thấy Trần Thanh Phong đang đứng dựa vào bức tường ngoài phía bên kia cửa, nhàn nhã hút thuốc. Cho tới khi đến gần,
Cô vô thức đưa ánh mắt nhìn vài mẩu thuốc lá còn sót lại trên đầu ngón tay của người đàn ông đó, chợt nhận ra anh ta đã theo mình ra ngoài không lâu. Về đến chỗ ngồi, lúc này Thanh Nguyệt và ba người bạn của cô cũng lần lượt quay lại, nhìn thấy Đoàn Vân Nhi và Trần Thanh Phong lần lượt trở lại quầy hàng. Bốn người cười nhìn nhau tỏ vẻ hiểu ý, tuy nhiên cũng không hề nói gì. Vài phút sau, khi nửa đêm đã đến, 5-6 người phục vụ vừa hát một bài hát mừng sinh nhật vui vẻ, vừa đẩy một chiếc xe đẩy chở bánh kem sô-cô-la ba lớp đến. Lúc này tiệc sinh nhật của Thanh Nguyệt bắt đầu. Đoàn Vân Nhi khẽ mỉm cười, vứt hết mọi chuyện không vui ra sau đầu, hòa vào không khí bữa tiệc đầy nhộn nhịp. Đến 2 giờ sáng bữa tiệc kết thúc, tất cả cũng cùng nhau rời khỏi câu lạc bộ. Di chuyển 30 phút, chiếc Land Rover màu trắng dừng lại trước khách sạn 5 sao nổi tiếng. Sau khi cảm ơn tài xế, Trần Thanh Phong xuống xe, đi tới cửa ghế sau của Thanh Nguyệt gõ cửa. Kết quả là con bé hoàn toàn không có phản ứng gì, nhưng Đoàn Vân Nhi đã mở mắt và tỉnh dậy. Một lúc sau họ đến trước căn hộ 2 phòng ngủ, nhìn ra biển mà đã đặt từ trước. Lúc lấy thẻ phòng trong túi Thanh Nguyệt đi vào, cô chỉ vào ghế sofa trong phòng khách, sau đó nhìn Trần Thanh Phong phía sau nói: "Đặt nó lên sofa đi, lát nữa tôi sẽ giúp nó rửa mặt." Nói xong cô xoay người bước đi về phòng tắm. Khoảng 20 phút sau, Đoàn Vân Nhi chân trần bước ra, trên người chỉ mặc chiếc áo tắm của khách sạn. Khi nhìn thấy Trần Thanh Phong ngồi ở góc ghế sofa trong phòng khách, cô vô thức kinh ngạc, theo bản năng dừng lại. Anh ta nhìn vẻ mặt và biểu cảm của cô, khóe môi hơi nhếch lên, bất đắc dĩ nói: "Tôi thật sự không thể rời đi." Vừa nói vừa ra hiệu cho Đoàn Vân Nhi nhìn bụng và chân mình. Cô đưa mắt xuống không nói gì, chỉ cười khẩy một cái: "Em đang hả hê đấy à? Tôi chỉ bắt chước anh thôi." Tôi cười bởi vì tôi cảm thấy phản ứng của em đáng yêu thôi, nhưng nụ cười của em rõ ràng là hả hê. Nói xong anh ta cúi người đặt đôi dép vào chân Đoàn Vân Nhi, sau đó đi thẳng vào phòng tắm, đồng thời để lại cho cô một câu nói: "Tôi đã gọi dịch vụ sau quần áo, chờ nhân viên khách sạn mang đến, em nhận giúp tôi." Một lúc sau tiếng nước chảy lại vang lên từ phòng tắm. Đoàn Vân Nhi liếc nhìn Thanh Nguyệt đang ngủ trên sofa, cô quay người lại bàn, cầm túi hành lý lên rồi đi vào phòng ngủ. Lát sau chuông cửa vang lên, cô đi ra mở cửa lấy túi mua sắm bằng giấy màu nâu từ người phục vụ khách sạn, rồi đi tới cửa phòng tắm, mở cửa bước vào. Đặt túi mua hàng lên bệ rửa mặt, xong xuôi bấy giờ mới trở ra, ngồi xổm trước mặt Thanh Nguyệt, nhẹ nhàng giúp con bé tẩy trang. Nửa tiếng tiếp theo trôi đi, Trần Thanh Phong cũng từ phòng tắm bước ra. Khi nhìn thấy Đoàn Vân Nhi ngồi xổm trước mặt Thanh Nguyệt, nghiêm túc lau mặt cho con bé, anh ta không khỏi mỉm cười bước đến. Cùng lúc đó Thanh Nguyệt đang ngủ trên sofa, đột nhiên xoay người lại, bộ dạng muốn nôn lần nữa. Trần Thanh Phong thấy vậy bước tới nói: "Đưa nó vào phòng tắm đi." Nói xong Trần Thanh Phong quay người bế cô em họ đang nằm trên ghế sofa lên. Sau khi vào phòng tắm, anh ta trực tiếp đặt con bé vào bồn. Sau đó anh điều chỉnh nhiệt độ nước, xả thẳng vào mặt. 3 đến 5 giây sau, Thanh Nguyệt lờ mờ mở mắt, nghe thấy giọng nói lạnh lùng: "Tỉnh chưa? Muốn nôn thì vào toilet tự xử lý. Còn muốn ai chăm nữa?" "Sao anh lại hung dữ với em như vậy? Anh không thể dịu dàng hơn sao?" "Còn muốn dịu dàng à? Anh mà chị Vân Nhi đâu rồi? Sao anh lại ở đây? Tắm đi." Nói xong Trần Thanh Phong đi tới cửa. Lúc anh đang định mở cửa thì Đoàn Vân Nhi đã bước vào, đi tới bên cạnh Thanh Nguyệt cười nói: "Tỉnh rồi à?" Vừa nói cô vừa đặt bộ quần áo đã chuẩn bị cho Thanh Nguyệt lên giá treo quần áo. "Tắm nhanh lên, nếu không sẽ rất dễ bị cảm." Nói xong cô cũng rời khỏi phòng tắm, đi thẳng vào phòng ngủ, ngả người xuống giường. Ngày hôm nay cô thật sự rất mệt, chưa kể còn uống nhiều rượu, bây giờ mắt cũng nhíu chặt vào rồi, không thể nào thức nổi được nữa. Cứ như vậy, kim giờ trôi qua 5 giờ một cách vô thức. Khoảng 9 giờ sáng, Đoàn Vân Nhi và Thanh Nguyệt lần lượt thức dậy tắm rửa.
Trong lúc đánh răng, con bé nói với cô: "Chị Vân Nhi, mặc dù trước đây em có đến vài lần, nhưng chỉ là khi còn nhỏ, nên bây giờ cũng không quen thuộc lắm với nơi này. Tuy nhiên, em vẫn có thể dẫn chị đi tham quan những nơi đáng đi của thành phố này, được không?" "À không, em sẽ nhờ anh họ em. Hôm nay là sinh nhật của em cứ quyết định đi." Nghe thấy âm thanh, Thanh Nguyệt không khỏi cười tít mắt, vội vàng đánh răng rồi chạy ù ra ngoài, lấy điện thoại, bấm vào dãy số quen thuộc. Khoảng 15 phút sau, họ rời khỏi phòng khách sạn, đi tới sảnh tầng 1, lúc này đã có người đợi sẵn. Đi về chiếc Land Rover màu trắng, Đoàn Vân Nhi mở cửa hàng ghế sau bước vào. Tiếp theo là Thanh Nguyệt. Trong xe, con bé liếc mắt nhìn cô ngồi ở ghế sau, giới thiệu chuyến đi của bọn họ. "Chị Vân Nhi, điểm dừng chân đầu tiên của chúng ta là đến phố cổ, sau đó đến công viên địa chất vào buổi chiều. Buổi tối chúng ta sẽ đến bãi biển để ngắm hoàng hôn, ăn thịt nướng và đi bộ. Cuối cùng chúng ta sẽ về khách sạn nghỉ ngơi. Chị xem có ổn không?" "Ừ." Kỳ thật, hôm nay Đoàn Vân Nhi không có tâm trạng lắm. Tuy nhiên vì để Thanh Nguyệt có một sinh nhật thật ý nghĩa, nên cô tùy ý để mặc cho con bé tự quyết định muốn làm gì thì làm. Đến chiều tối, khi bọn họ đang đi dạo trên bãi biển nghỉ dưỡng dưới ánh hoàng hôn, Thanh Nguyệt hào hứng chạy về phía vùng nước nông, sau đó cởi giày và chơi đùa dưới nước với những du khách khác. Đoàn Vân Nhi thấy vậy, tiếp tục đi dạo trên bãi biển. Trần Thanh Phong đi theo, ngữ điệu chậm rãi vang lên: "Đi xa hơn sẽ nhìn thấy nơi lần đầu tiên chúng ta gặp nhau. Em có muốn hồi tưởng lại không?" Nghe thấy thanh âm này, Đoàn Vân Nhi nhìn Trần Thanh Phong, lông mày có chút không vui. Sau đó cô thu hồi ánh mắt và quay người bước đi. Trần Thanh Phong thấy thế, lập tức đưa tay ôm lấy vai Đoàn Vân Nhi, mỉm cười quay cô về hướng ban đầu. "Sao em lúc nào cũng dễ dàng nổi giận như vậy? Em không thích cười với tôi sao?" Đoàn Vân Nhi nghe xong, vẻ không hài lòng càng đậm hơn. Cô hất tay anh ta ra, tiếp tục bước nhanh về phía trước. Trần Thanh Phong thở dài: "Em cứ rời đi như vậy, lát nữa Thanh Nguyệt hỏi tôi biết trả lời thế nào. Đó là việc của anh. Vậy tôi nói cho nó biết, chúng ta biết nhau, không những quen nhau mà còn ngủ với nhau nữa. Em thấy được không? Anh cho rằng tôi quan tâm sao?" "Tôi đương nhiên biết em sẽ không quan tâm. Dù sao trước đây em cũng từng hẹn hò không ít người." Nói xong, anh ta quay sang Đoàn Vân Nhi, cúi người ghé sát vào tai cô, hơi nhếch khóe miệng tò mò hỏi: "Nhưng với tôi, em lại là lần đầu tiên." "Đừng nói với tôi là anh không quên được tôi." "Em nói đúng, tôi thật sự không quên được em. Nhưng đó là việc của anh, không phải của tôi." Đoàn Vân Nhi cười lạnh, lần nữa quay người. Đến tối, khi ba người ăn xong món thịt nướng, Trần Thanh Phong đưa cô và Thanh Nguyệt về khách sạn, cũng mới lái xe đi về một căn biệt thự. Sau khi trở về, anh ta xoay người ngồi trên ghế sofa trong phòng khách, sau đó hơi ngẩng đầu lên, nhớ lại lần đầu tiên gặp gỡ với Đoàn Vân Nhi một năm trước. Đó là một ngày hè, khi anh ta đang chơi lướt ván một mình trên bãi biển, thì nhìn thấy một cô gái đội lưỡi trai màu đen, mặc áo sơ mi trắng thường ngày đang đứng ở vùng nước nông nhìn ra biển. Một lúc sau, khi anh ta tình cờ nhìn lại, cô vẫn ở đó, nhưng chiếc màu đen trên đầu đã rơi xuống nước. Dưới ánh nắng, mái tóc đen dài của cô đung đưa trong gió biển. Cô gái thì vẫn giữ nguyên tư thế trước đó, ngơ ngác nhìn về phía xa xăm. Sau đó, khi lần nữa anh ta nhìn lại, lúc này thấy một nửa cơ thể của cô đã chìm xuống và cô tiếp tục đi về phía biển, nước đã ngập đến tận cổ. Trần Thanh Phong lúc này có dự cảm không tốt, liền điều chỉnh hướng của ván lướt sóng, hướng về phía của cô. Một lúc sau, anh ta đưa cô gái trở lại bãi biển. Sau khi chắc chắn đối phương vẫn ổn, định đứng dậy rời đi, nhưng bị cô giữ tay lại. Sau đó nghe thấy cô nói: "Có thể đi cùng tôi một lúc được không?" Nghe được âm thanh, Trần Thanh Phong dừng lại 2 giây, sau đó gật đầu. Cứ thế anh ta ngồi trên bãi biển nghỉ mát với cô gái lạ cho đến tận tối. Trong khoảng thời gian này, cô vẫn im lặng suốt, nhìn chằm chằm vào biển trong trạng thái xuất thần. Một lúc sau cô lại hỏi anh: "Ngày mai chúng ta gặp lại được không? Hôm nay cảm ơn anh."
Trần Thanh Phong nghe xong không khỏi nhìn chằm chằm vào thân ảnh của cô gái. Lúc này mái tóc đen dài và chiếc áo sơ mi trắng thường ngày của cô đã khô và đung đưa trong gió biển. Vài giây sau anh ta đứng dậy rời đi. Nhưng trên đường về, anh ta nhìn thấy chiếc mũ màu của cô. Suy nghĩ một lúc cũng tiến lại cầm lấy, mang nó trở về. Sáng sớm hôm sau trên bãi biển, Trần Thanh Phong trên tay cầm chiếc mũ, vừa đi trên bãi biển vừa nhìn quanh tìm kiếm. Ước chừng nửa giờ sau, anh ta nghe thấy một giọng nói trong trẻo đột nhiên truyền vào tai. Anh tìm tôi à? Đây là của cô à? Vừa nói Trần Thanh Phong vừa khua chiếc mũ màu đen trong tay ra. Cô gái gật đầu mỉm cười, nhận lấy đội lên đầu, thản nhiên nói. Nghe nói bãi biển này dài 6 cây số, tôi mới đi bộ 1/10, anh có muốn đi không? Trần Thanh Phong gật đầu mỉm cười. Cứ như vậy, hai người xa lạ, bọn họ đi dạo trên bãi biển nghỉ dưỡng dài 6 km. Cho đến tối, khi chuẩn bị tạm biệt nhau, cô lại để cho anh ta một câu nói. Ngày mai tôi còn muốn gặp anh, phải làm sao bây giờ? Ngày mai tôi phải đi làm, buổi tối có thể gặp em. Được, tôi đã liên lạc với em. Hay em liên lạc với tôi? Anh nói địa điểm và thời gian, tối mai ta trực tiếp đến đó. Được. Nói xong, Trần Thanh Phong báo cho cô gái thời gian và địa điểm. Sau đó hai người tạm biệt và hẹn gặp lại vào tối mai. Tối hôm sau, Trần Thanh Phong và cô gái gặp nhau như đã hẹn và cùng nhau ăn tối. Sau đó anh ta chở cô đi vòng quanh ngắm cảnh cả đêm. Cuối cùng khi màn đêm buông xuống, anh ta mới quay sang hỏi cô. Em sống ở đâu? Tôi đưa em về. Hoặc em muốn xuống xe ở đâu? Nghe thấy tiếng động, cô gái đang nằm trên cửa sổ xe nhìn cảnh đêm im lặng 3-5 giây, sau đó quay người không quay đầu lại đáp. Tôi có thể đến nhà anh được không, hoặc khách sạn, nhưng tôi không mang theo giấy tờ tùy thân. Cô gái vừa nói vừa quay người, rút thân trên ra khỏi cửa sổ, dựa vào ghế phụ, im lặng và thờ ơ nhìn Trần Thanh Phong đang lái xe. Mà anh ta nghe được thanh âm này có chút giật mình, vô thức nhìn cô gái. Tôi không phải là loại người như em nghĩ. Anh biết tôi nghĩ anh là người thế nào? Em không sợ à? Có gì mà phải sợ chứ? Nghe thấy âm thanh, Trần Thanh Phong lại nhìn cô gái, sau đó lái xe về nơi ở của mình. Đó là một đêm vô cùng tuyệt vời, ít nhất là đối với anh ta. Tuy nhiên sáng hôm sau, khi anh ta tỉnh dậy từ trên giường, thì không thấy cô gái bên cạnh nữa, chỉ còn lại mùi hương thoang thoảng của hoa cam vẫn còn vương lại. Trần Thanh Phong không khỏi nhẹ nhàng hít một hơi, thậm chí có chút ngạc nhiên. Kỹ thuật hôn của cô rất giỏi, nhìn qua còn tưởng là người có kinh nghiệm dày đặc, nhưng không ngờ đây lại là lần đầu tiên. Sau đó Trần Thanh Phong, mỗi khi đi làm về, đều ra bãi biển đi dạo giống như mấy ngày trước. Tiếc là cô gái ấy không còn xuất hiện gọi anh ta và gặp anh ta giống như lần trước nữa. Cô giống như một cơn gió đến rất nhanh, và đi cũng rất nhanh. Trần Thanh Phong nhớ lại ký ức một năm trước, im lặng một hồi cũng đứng dậy rời đi. Sau đó anh ta vào phòng ngủ, thay quần áo và bắt đầu tắm rửa. Cùng lúc đó trong căn phòng ngủ nhìn ra biển, Đoàn Vân Nhi nhếch khóe miệng cười sau khi nhận được tin nhắn. Cô tựa người vào ban công, hỏi Thanh Nguyệt đang nằm trên ghế sofa trong phòng khách. Ngày mai định đi đâu? Công viên động vật hoang dã. Nghe thấy âm thanh, Thanh Nguyệt rời mắt khỏi tivi, nhìn Đoàn Vân Nhi trên ban công phòng khách rồi đáp lại. Anh họ em nói rằng đây là bảo tàng tự nhiên duy nhất ở nước ta, trưng bày toàn cảnh hệ sinh thái hoang dã rừng mưa nhiệt đới của hòn đảo và cô đọng tinh hoa của hệ động thực vật đảo. Đoàn Vân Nhi nghe xong mỉm cười nói, ngày mai thêm một người nữa vào lịch trình là được. Thanh Nguyệt hơi giật mình, trong mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Thêm một người, là ai? Rõ ràng Thịnh Dương nói sẽ không đi được mà. Chẳng lẽ anh ta đã đổi ý rồi sao? Nghĩ đến đó nó không nhịn được mà hỏi, là ai vậy? Tô Dương. Nói xong Đoàn Vân Nhi cụp mắt xuống. Nhớ lại tin nhắn hồi nãy, Thanh Nguyệt nghe thấy điều này vô thức cau mày. Vài giây sau cô mỉm cười nói tiếp, ngày mai anh ấy có buổi biểu diễn ở đây. Vậy à? Ừ. Nhìn thấy nụ cười gần như không có chút gượng ép nào của Đoàn Vân Nhi, Thanh Nguyệt cười gượng gạo,
lưỡng lự một lúc cũng nhắn tin báo cho Trần Thanh Phong. Ngày mai sẽ có thêm một người. Bạn của em. Không, là bạn của chị Vân Nhi, cái người đàn ông trên mạng mấy ngày qua. Anh ta là nghệ sĩ Dương Cầm. À, em thật sự không vui. Có cách nào để từ chối được không? Cứ nghe theo cô ấy đi, không có gì là không hài lòng hết. Sao lại không hài lòng? Chị Vân Nhi là người em muốn giới thiệu cho anh. Bây giờ tình địch kéo đến tận cửa, anh còn nhởn nhơ như không có gì là sao? Không lẽ anh không thích chị ấy? Muốn câu trả lời thế nào đây? Này, anh đừng có trả lời câu đó nhé. Nếu anh thật sự không thích chị ấy, em nghĩ anh cần phải đi khám bác sĩ xem rốt cuộc mắt có vấn đề hay không. Trần Thanh Phong nhìn xong nhếch môi. Em thật sự thích cô ấy. Thanh Nguyệt mỉm cười và trả lời. Nghiêm túc đấy. Thành thật mà nói, cái người tên Tô Dương khá giống anh về ngoại hình và phong cách ăn mặc. Anh ta có mái tóc đen, da trắng, song cũng rất đẹp trai. Nhất là nụ cười má núm, ấm áp như ánh nắng mặt trời vậy. Trần Thanh Phong nghe đến đây nhất thời rơi vào trầm mặc. Quả thật anh ta đã xem những video về Tô Dương và cũng nhận thấy rằng hai người bọn họ có phong cách khá là giống nhau. Tuy nhiên nếu thật tâm mà nói, đối phương thật sự có một vẻ đẹp vô cùng dễ gần và ấm áp đến mức người khác nhìn vào thì khó có thể rời mắt được. Im lặng một lúc, anh ta cũng trả lời. Vậy à? Em cảm thấy anh với anh ta ngang tài ngang sức. Nếu anh theo đuổi chị Vân Nhi, cơ hội chiến thắng sẽ nghiêng về anh nhiều hơn, bởi vì anh còn có em với Thịnh Dương giúp đỡ. Thịnh Dương là em trai của chị ấy, cậu ta cũng không thích người đàn ông kia. Không cần. Sao lại không cần? Ý của anh là gì? Thôi được rồi, nói chuyện này sau đi. Bây giờ anh đi ngủ trước, có gì đợi ngày mai nói chuyện. Tin nhắn này vừa được gửi đi, Trần Thanh Phong cũng tắt điện thoại để sang một bên, đứng dậy rót cho mình một ly rượu vang khá lớn, vừa nhâm nhi vừa suy nghĩ những nghi vấn của mình, mãi cho đến gần sáng mới có thể ngủ được. 10 giờ sáng hôm sau, Đoàn Vân Nhi, Thanh Nguyệt và Trần Thanh Phong cũng có mặt ở cổng công viên. Đợi thêm một lúc, từ xa cũng có người đàn ông mặc áo sơ mi màu xanh nhạt bước về phía họ với nụ cười ẩn hiện trong mắt. Anh đi tới chỗ Đoàn Vân Nhi, đưa cho cô một quả cam, sau đó quay đầu nhìn Thanh Nguyệt ở bên phải cô, cười nói. Lại gặp mặt. Nói xong, Tô Dương quay đầu nhìn về phía Trần Thanh Phong, đưa tay phải ra nói. Xin chào, tôi tên là Tô Dương. Trần Thanh Phong. Trước việc chào hỏi này, Đoàn Vân Nhi không lấy làm hứng thú. Cô bóc quả cam làm đôi, đưa cho Thanh Nguyệt một nửa. Sau đó bóc một múi đưa tới môi cho Tô Dương. Thanh Nguyệt nhìn thấy điều này không hài lòng, nhưng sau đó vẫn bình tĩnh chờ đợi và đi theo. Bọn họ cùng nhau tham quan hết mọi địa điểm trong công viên. Cho đến 2 giờ chiều, tất cả mới rủ nhau đến một nhà hàng lớn ở gần đó. Khi đến bàn ăn, Thanh Nguyệt vô thức nắm lấy cánh tay Đoàn Vân Nhi ngồi cạnh cô, Trần Thanh Phong và Tô Dương ngồi đối diện. Trong bữa ăn, mái tóc dài hơi xoăn thỉnh thoảng đung đưa trong gió hè. Tuy cô vén tóc dài hai bên ra sau tai, nhưng vẫn ảnh hưởng đến cô một chút. Tô Dương thấy thế lễ phép nói. Xin lỗi, tôi đi một lát. Nói xong, anh mỉm cười đứng dậy rời đi. Một lúc sau quay lại, trên tay anh cầm chiếc đũa gỗ. Đoàn Vân Nhi thấy vậy, khóe miệng hơi nhếch lên, tỏ vẻ hiểu ý, đưa tay ra nhận lấy. Tuy nhiên anh lại nói. Để tôi thử xem sao. Nói xong anh đi đến phía sau cô, dưới ánh mắt kinh ngạc của Thanh Nguyệt và Trần Thanh Phong, vuốt mái tóc dài, sau đó đặt đôi đũa gỗ trong tay vào giữa hai người. Một lúc sau mái tóc dài cũng được buộc lại. Sao anh lại làm được? Học trên mạng. Thanh Nguyệt ở một bên nhìn thấy điều này, trong tiềm thức tỏ ra không hài lòng. Sau đó con bé nhìn Trần Thanh Phong đang ngồi đối diện mình, mỉm cười hỏi. Này anh, cán bộ cấp sở của anh có đến xem buổi biểu diễn hòa nhạc này không? Anh có thể dẫn người nhà đi cùng không? Em muốn xem anh Tô Dương chơi dương cầm và piano. Ừ, vậy thì tốt quá rồi, lát nữa em sẽ rủ chị Vân Nhi đi mua sắm đồ. Em hỏi hai vấn đề, anh trả lời em vấn đề thứ nhất. Vậy còn vấn đề thứ hai thì sao, không được à? Nói xong Thanh Nguyệt quay đầu nhìn Đoàn Vân Nhi bên cạnh, buồn bã nói. Đáng tiếc buổi chiều chị Vân Nhi sẽ rời đi,
Nếu không ba người chúng ta có thể cùng nhau đi xem anh Tô Dương biểu diễn rồi. Tô Dương nghe được thanh âm, theo bản năng liếc nhìn Thanh Nguyệt, mới phát hiện đối phương cũng đang nhìn mình, tâm tư không rõ như thế nào. Khoảng 4 giờ chiều, chiếc Land Rover màu trắng cũng đưa họ trở về thành phố. Lúc xuống xe, Tô Dương cúi người, nhìn chằm chằm vào đôi mắt sáng ngời của Đoàn Vân Nhi, cười nói. Tôi muốn nói, 2 tuần nay tôi không gặp em, tôi rất nhớ em. Nghe được âm thanh đó, Đoàn Vân Nhi nhếch khóe miệng, im lặng 2-3 giây mới nói. Vậy tôi đợi anh đến tìm tôi. Được. Nói xong, Tô Dương xoay người rời đi. Trần Thanh Phong nhìn qua kính chiếu hậu nhìn thấy cảnh này, không khỏi nhíu mày. Trên đường, Thanh Nguyệt đột nhiên nói. Chị Vân Nhi, em có hẹn với mấy đứa bạn nên không về khách sạn được. Để anh họ em đưa chị về rồi đưa chị ra sân bay luôn nhé. Không sao hết. Cứ như vậy, Trần Thanh Phong và Đoàn Vân Nhi là 2 người duy nhất còn lại trên xe. Khi dừng lại xuống sảnh khách sạn, cô nói. Anh về đi, không cần phải tiễn tôi. Nói xong, cô mở cửa bước xuống xe rồi đi thẳng vào khách sạn. Trần Thanh Phong liếc nhìn bóng lưng Đoàn Vân Nhi, im lặng một hồi, cuối cùng cũng quyết định rời đi. Mặc dù anh ta tỏ ra thái độ bình thường, nhưng để ý kỹ một chút sẽ thấy đồng tử đã xuất hiện một tia tối sầm. Và ban đêm, trong một nhà hàng phương Tây cao cấp, Như Ý lặng yên nhìn Đoàn Vân Thành đang ngồi đối diện mình với vẻ mặt có chút lạnh lùng, mỉm cười nói. Anh biết không, hôm nay em nghe được một chuyện rất buồn cười. Có một vài tờ báo lá cải nói chúng ta đã chia tay. Đã là tin đồn sao phải bận tâm, giữa chúng ta không cần chuyện này. Muốn bày tỏ gì cứ thẳng thắn. Nói xong, Đoàn Vân Thành đặt bộ đồ ăn xuống, cầm ly rượu đỏ ở bên cạnh bắt đầu uống. Nghe vậy, Như Ý do dự 1-2 giây, sau đó buột miệng hỏi. Anh vẫn định đính hôn với em à? Vừa dứt lời, cô ta đã giải thích ngay. Em không muốn vội vàng, chỉ là chúng ta đã thông báo tin tức đính hôn sắp tới trong bữa tiệc kỷ niệm hơn 60 năm thành lập tập đoàn. Nhưng đến nay đã được 1.5 tháng rồi mà vẫn không có gì, mọi người cũng nghi ngờ. Cho nên em muốn biết anh có thật sự muốn đính hôn với em hay không? Tôi không đính hôn với em, thì đính hôn với ai? Vậy chúng ta có thể đính hôn sớm được không? Thật ra trong khoảng thời gian này em có chút lo lắng. Anh không cần bố em ủng hộ nữa. Mà khi đã không cần ông ấy, anh cũng sẽ không cần đến em. Nhưng mà em muốn ở bên anh, thật sự rất muốn. Từ lần đầu gặp anh, em đã biết em thích anh nhiều đến thế nào rồi. Nói đến đây, đôi mắt được trang điểm tỉ mỉ đầy xinh đẹp đã xuất hiện một tầng nước. 6 năm trước, sau khi đi du học về, Như Ý gia nhập tập đoàn Lan dưới sự sắp xếp của bố mình. Ngay sau khi nhìn thấy Đoàn Vân Thành lần đầu tiên, cô ta đã rung động, yêu đơn phương người đàn ông này. Cô ta hỏi bố mình về anh, thậm chí còn tự tin tuyên bố sẽ thu phục anh và biến anh trở thành con rể của ông. Sau đó cô ta bắt đầu theo đuổi anh. Có điều sau 2 năm theo đuổi, Đoàn Vân Thành vẫn không có phản ứng gì. Ngoài việc đối xử với cô ta bằng sự thờ ơ, giống như đối xử với tất cả các nhân viên khác. Nhưng điều này không làm mất đi sự nhiệt tình của Như Ý, mà càng khiến cô ta có thêm động lực theo đuổi nó. Đến năm thứ 3 theo đuổi anh, cuối cùng bọn họ cũng có ngày nói chuyện nghiêm túc. Anh mỉm cười nhận lấy chai nước cô ta đưa đến, thờ ơ nói. Nếu một ngày tôi ở bên em, 90% lý do là vì bố em nắm giữ 10% cổ phần của Lan. Còn 10% còn lại thì sao? Ngoại hình và học vấn của em cũng không tệ. Đoàn Vân Thành vừa nói xong, Như Ý vô thức trở nên ngượng ngùng. Lúc này cuối cùng cô ta cũng đuổi kịp anh, tuy nhiên vẫn lạnh lùng như vậy. Thậm chí anh chưa từng cảm thấy cảm động trước những việc mà cô ta làm. Giống như bây giờ trước câu hỏi đầy sự dè dặt kia, người đàn ông này thản nhiên ném ra câu nói đầy tuyệt tình. Muốn ở bên tôi thì phải theo nhịp điệu của tôi, còn không thì có thể rời đi bất cứ lúc nào. Vừa nói xong, Đoàn Vân Thành cũng đứng dậy rời khỏi bàn. Khi nhìn thấy điều này, Như Ý đứng dậy ngay lập tức hiểu ra. Cô ta nhanh chóng tiến tới nắm lấy tay anh, cười giải thích. Xin lỗi anh, em nóng nảy quá.
anh đừng tức giận được không? Nghe được âm thanh, khóe môi Đoàn Vân Thành hơi hé ra, trong mắt hiện lên nụ cười nhẹ. Tức giận, người duy nhất có thể khiến anh tức giận chắc hẳn lúc này đang vui vẻ ở thành phố B. Rốt cuộc người quen cũ của cô là Tô Dương cũng đã đến đó. Hai người bọn họ chắc hẳn rất vui vẻ, cùng nhau ôn lại nhiều kỷ niệm. Đoàn Vân Thành nghĩ đến đây, ánh mắt trở nên lạnh lùng. Hôm nay thế thôi, tôi về trước đi. Nói xong, anh không quan tâm đến biểu cảm của đối phương như thế nào, quay người đi về phía lễ tân tính tiền. Thấy vậy, Như Ý nhìn theo bóng lưng anh hơi cau mày, sau đó bắt đầu hối hận vì đã muốn nóng vội kết hôn. Bây giờ anh giận thành như vậy, cô ta phải làm sao đây? Làm gì để lấy lòng anh đây? Nghĩ đến đó, đôi mắt cô ta lại nóng lên, lệ không ngăn được mà lan dài. 9 giờ 30 tối, Đoàn Vân Thành từ nhà hàng Tây trực tiếp trở về nhà chính, bắt gặp Đoàn Vân Nhi và Thịnh Dương đang ngồi trong nhà bếp nói chuyện. Nhìn thấy điều này, khóe môi anh vô thức kéo lên một nụ cười, đơn giản vì cô trở về sớm hơn anh dự kiến. Về phía Thịnh Dương nhìn thấy anh, quay người mỉm cười nói. Anh Thành, có muốn anh canh gà gì từ nấu không? Không. Nói xong anh đi thẳng về phía cầu thang. Thịnh Dương gật đầu, sau đó tiếp tục nói chuyện với Đoàn Vân Nhi. Em hơi tiếc vì không thể đi thành phố B cùng chị. Việc này không có gì phải hối tiếc, lần sau có kỳ nghỉ có thể đến đó cũng được. Vậy lần sau chúng ta cùng nhau đi nhé. Tôi không đi, cậu thích có thể hẹn Thanh Nguyệt, con bé cũng khá rảnh rỗi. Em còn tưởng chị muốn quay lại nơi đó vì nó đẹp. Đoàn Vân Nhi khẽ mỉm cười, cụp mắt xuống ăn cốc trà thập cẩm khá ngọt. Đúng là phong cảnh thực sự như tranh vẽ, nhưng cô muốn tránh gặp lại Trần Thanh Phong. Nếu không, có thể anh ta sẽ trở thành mối nguy hiểm tiềm ẩn để vạch mặt cô. Nghĩ đến đây, đầu óc cô lại nhớ tới câu hỏi tò mò mà Trần Thanh Phong dành cho mình trên bãi biển nghỉ dưỡng vào tối hôm kia. Chợt cau mày, 2-3 giây sau liền buông thìa sứ trong tay xuống, ngẩng đầu nhìn Thịnh Dương. Tôi lên trước, hơi mệt. Ừ. Thịnh Dương gật đầu. Một lúc sau cậu cũng đứng dậy khỏi bàn ăn rồi rời đi, trở về phòng ngủ trên tầng 2, vừa đi vừa nhắn tin cho Thanh Nguyệt. Chị Vân Nhi rất thích phong cảnh nơi đó, nhưng chị ấy bảo không muốn quay lại. Thật sự như vậy? Ừ. Sao lại thành kết quả như thế này chứ? Kết quả chính là chị ấy không thích anh trai của cậu, cho nên không có chuyện hẹn hò gì hết. Nghe vậy tâm tình Thanh Nguyệt trở nên trầm xuống. Con bé lưỡng lự một lúc cũng cầm điện thoại lên gọi cho Trần Thanh Phong. Anh, nói đi. Anh không suy nghĩ gì về chị Vân Nhi thật à? Em muốn giới thiệu cô ấy cho anh. Đúng. Vậy sao không giới thiệu sớm hơn? Thanh Nguyệt giật mình. 2-3 giây sau mới giải thích. Trước đây em chưa bao giờ nghĩ đến chuyện này. Mà chị ấy cũng không thích người khác hỏi thăm hay can thiệp vào chuyện của mình. Nên em không hỏi. Em nghĩ có khi lần này chị ấy cũng không biết ý định của em. Em nghĩ cô ấy không biết, em ngây thơ thật đấy. Không thể nào, em chưa bao giờ đề cập trước mặt chị ấy. Cô ấy đủ thông minh để hiểu được lời nói và hành động của em. Chẳng trách chị ấy không muốn đến thành phố B nữa. Cô ấy không muốn đến đây nữa. Ừ. Thanh Nguyệt nói sau đó lại kể cho Trần Thanh Phong những gì Thịnh Dương đã nói với mình về việc Đoàn Vân Nhi không muốn đến thành phố này nữa. Nghe không bỏ sót một từ. Trần Thanh Phong mỉm cười không nói gì. Tuy nhiên khi kết thúc cuộc gọi, anh ta vẫn không quên hỏi số điện thoại của cô. Khoảng 9 giờ 30 tối, Đoàn Vân Nhi từ phòng tắm đi ra, nhìn thấy đèn thông báo điện thoại di động trên bàn cạnh giường nhấp nháy. Cô quay người cầm điện thoại lên, kết quả thứ đập vào mắt cô là một tin nhắn với số lạ nhưng nội dung quen thuộc. Nội dung tin nhắn là: đêm đó một năm trước, em có để lại cho tôi một thứ, gọi lại cho tôi. Hoặc là tôi sẽ đến thủ đô tìm em và đích thân đưa cho em. Đoàn Vân Nhi nhìn xong, lông mày nhíu lại cau mày. Cô cầm điện thoại, bất giác thở dài. 3 đến 5 giây sau, cô lạnh lùng bấm số, cuộc gọi được kết nối. Nhưng cô vẫn thờ ơ, đợi đối phương lên tiếng trước. Quả nhiên trong điện thoại truyền đến giọng nói tươi cười của Trần Thanh Phong. Ngay lúc nhìn thấy tin nhắn, em lại cau mày phải không? Trong mắt Đoàn Vân Nhi có chút không vui. Cô nói ngắn gọn và lạnh lùng. Ném nó đi, tôi không cần. Vừa nói cô vừa thở ơ nhấn mạnh.
Tôi không biết gì về anh. Trần Thanh Phong ở đầu bên kia điện thoại nhếch môi. Thật sao? Nhưng hình như tôi có suy nghĩ về em. Vậy anh tốt nhất nên từ bỏ đi, không có kết quả gì hết. Nhưng một khi tôi có ý tưởng và tôi muốn thực hiện nó. Đoàn Vân Nhi nghe xong lại khẽ cau mày im lặng. Trần Thanh Phong mỉm cười nói tiếp. Tuy cau mày của em có chút đáng yêu, nhưng tôi thích nụ cười của em hơn. Đừng cau mày nữa, tôi sẽ cúp máy ngay bây giờ. Nói xong anh ta bổ sung thêm. Hẹn gặp lại lần sau. Vừa dứt lời điện thoại cũng ngắt kết nối. Lúc này ánh mắt Đoàn Vân Nhi trong nháy mắt xuất hiện lên một tia lo lắng. Anh ta sẽ là một vấn đề lớn đối với cô. Đêm hôm sau, tại nhà hát ở thành phố B, Thanh Nguyệt ngồi vào ghế bên phải ở giữa rạp, Trần Thanh Phong thì đi thẳng đến hàng ghế đầu tiên ở giữa sân khấu, ngồi vào chiếc ghế dành riêng cho anh ta với tư cách là cán bộ cấp phó. Khoảng 10 phút sau, các thành viên của dàn nhạc giao hưởng lần lượt lên sân khấu. Sau đó màn biểu diễn bắt đầu. Thanh Nguyệt nhìn Tô Dương mặc vest, thắt cà vạt đang thoải mái chơi dương cầm trên sân khấu. Trong lòng con bé không khỏi tán thành đầy ngưỡng mộ. Nó thừa nhận rằng anh thực sự là người đẹp trai và ấm áp, là nam chính trong câu chuyện ngôn tình, cũng vô cùng thích hợp với Đoàn Vân Nhi. Nhưng chị Vân Nhi chỉ có thể thuộc về gia đình nó. Cùng lúc đó, Trần Thanh Phong ngồi ở hàng ghế đầu tiên và Lâm Dương ngồi ở hàng ghế thứ hai. Ánh mắt của họ lần lượt rơi vào Tô Dương trên sân khấu. Trong lúc này, điện thoại di động anh ta rung lên hai lần trong túi. Đó là tin nhắn của Thanh Hy. Anh có bận không? Em thấy nhớ anh. Sau khi Trần Thanh Phong nhìn xong, anh ta do dự 2 giây rồi trả lời. Sau này đừng liên lạc với tôi. Khi Thanh Hy nhận được câu trả lời, cô ta cau mày và có vẻ hơi thất vọng. Trần Thanh Phong không nên có thái độ này. Anh ta không nên phản ứng như vậy. Rốt cuộc là có chuyện gì? Sau đó cô ta bắt đầu suy nghĩ về 2 tháng qua. Hình như từ khi kết thúc cuộc trả thù, đạt được thỏa thuận với Lâm Trạch, Trần Thanh Phong cũng chưa bao giờ liên lạc với cô ta nữa. Chẳng lẽ Lâm Trạch nói cho anh ta lựa chọn thỏa thuận mà cô ta đề xuất? Bởi vì ngoài lý do này ra, cô ta thực sự không hiểu tại sao Trần Thanh Phong lại đột nhiên lạnh nhạt như vậy. Rõ ràng là 3 tháng trước, khi họ ở thành phố B, anh ta không thể không quan tâm đến cô. Nghĩ đến điều này, cô ta chợt trở nên chán nản. Bởi vì trong 2 tháng qua có rất nhiều điều kéo đến, khiến cho cô ta vô cùng khó chịu. Đầu tiên là Tô Dương gặp lại cô gái có ngoại hình giống hệt với Tô Vi An. Tại sao kết quả mà cô ta ít muốn thấy nhất lại xảy ra? Cho dù đối phương không phải là người đó, cô ta luôn nghĩ rằng người mà mình gặp chính là Tô Vi An. Đến cùng hóa ra lại chỉ là một cô gái có điểm giống. Nhưng điều cô ta không ngờ tới là anh lại gặp được và họ đã bên nhau. Nghĩ tới đây, Thanh Hy bất giác nhíu mày càng sâu. Rốt cuộc mọi chuyện là như thế nào? Khoảng 10 giờ, Trần Thanh Phong cùng Thanh Nguyệt trở về nhà. Sau đó anh ta gửi tin nhắn cho Thanh Hy. Cuối tuần này tôi sẽ đến tìm em. Sau đó anh ta khóa màn hình điện thoại, đặt nó lên bàn trong phòng ngủ. Sau đó lấy quần áo trước tủ, rồi đi vào phòng tắm. Thanh Nguyệt trực tiếp nằm trên ghế sofa trong phòng khách, nghịch điện thoại di động và bắt đầu nhắn tin với Thịnh Dương. Đúng lúc này điện thoại của Trần Thanh Phong vang lên dồn dập mấy cuộc liền. Nó nghe xong thấy tò mò, nên đứng dậy nhấc điện thoại của anh họ mình. Sau khi nhập mật khẩu, liền thấy cuộc gọi đến và tin nhắn Zalo là của một cô gái tên Thanh Hy. Anh thật sự giận em à? Thanh Nguyệt lạnh lùng nhìn nó, đọc qua một lượt tin nhắn cũng nhắn lại. Tôi đang ở cạnh bạn gái, có chuyện gì để xong hãy nói. Nhắn xong nó nhếch mép cười, khóa màn hình điện thoại và đặt nó trở lại vị trí ban đầu. Một lúc sau, Trần Thanh Phong từ trong phòng tắm đi ra. Nó không ngẩng đầu, thản nhiên nói. Em vừa trả lời tin nhắn cô gái Thanh Hy giúp anh rồi. Vừa nói nó vừa đứng dậy khỏi ghế sofa, nghiêm túc nói. Anh không thể nửa vời như vậy được.
chị Vân Nhi không dễ theo đuổi. Nếu anh còn để những dâu ria bên cạnh mình thì chị ấy sẽ rung động và yêu Tô Dương đó. Nghe những lời này, Trần Thanh Phong mỉm cười, cài nút áo sơ mi trắng trước ngực nói: đã muộn rồi, ngủ đi. Tóm lại, anh gặp cô gái Thanh Hy kia, hãy dứt khoát đi, đừng có để đêm dài lắm mộng. Đến lúc ấy chị Vân Nhi không thèm nhìn mặt anh nữa, em với Thịnh Dương cũng không thể cứu nổi được anh đâu. Mặc dù không quan tâm đến những lời em gái nói, thế nhưng đêm hôm đó, anh ta thật sự cảm thấy mình bắt đầu xuất hiện cảm giác không tự tin giống như mọi ngày. Đặc biệt khi nghĩ về Tô Dương, anh ta biết bản thân mình thật sự đã yếu thế hơn rồi. Chẳng mấy chốc, chỉ trong vòng vài ngày, thứ bảy đã đến. Trần Thanh Phong cũng mua vé máy bay đến thành phố mà Thanh Hy đang ở. Bọn họ hẹn nhau ở một quán bar quen thuộc, chỗ ngồi bên cạnh cửa sổ cũng quen thuộc. Ban đầu anh ta không hề nói câu nào, cuối cùng vẫn là cô ta lên tiếng cất giọng hỏi: dạo này anh bận công việc gì à? Anh không còn nhắn tin hay nói chuyện với em nữa. Thật ra 2 tháng trước, Lâm Trạch đã gọi điện cho tôi. Nghe được âm thanh, Thanh Hy vô thức nhìn về phía Trần Thanh Phong. Anh ta nói em đã hứa với anh ta sẽ lựa chọn giữa tôi và anh ta. Mỗi người chúng tôi có 50% cơ hội. Em phải mất 3 tháng để suy nghĩ. Trần Thanh Phong vừa nói xong, Thanh Hy liền vội đáp lại: em chọn anh. Thật ra lần này tôi tới tìm em là muốn nói với em, em không cần phải coi tôi là một trong những lựa chọn. Ý anh là sao? Tôi có lựa chọn của mình. Anh có bạn gái rồi đúng không? Không có. Nhưng tôi có người tôi thích rồi. Nghe được âm thanh đó, Thanh Hy giật mình. Cô ta cố chấp hỏi lại: người anh thích không phải là em sao? Anh nói anh thích em. Đó là chuyện quá khứ. Nếu anh không thích em, sao anh lại giúp em chứ? Anh còn giới thiệu về em với đồng nghiệp của mình, nói em là bạn gái của anh. Trần Thanh Phong mỉm cười. Khi đó anh ta vẫn chưa hoàn toàn buông tay Thanh Hy, cho nên vẫn cố chấp nuôi lấy một hy vọng. Tôi từ nhỏ đã vượt trội hơn tất cả mọi người. Chỉ cần tôi muốn thứ gì đó, tôi sẽ hành động. Cuối cùng thứ đó sẽ là của tôi. Nhưng khi biết em có thai với người khác trong lúc đang hẹn hò với tôi, thật lòng mà nói tôi khá sốc. Bất ngờ nghi ngờ bản thân có điều gì không tốt mà phải chịu đựng như vậy. Nói đến đây, anh ta dừng lại rồi giải thích: cho nên trong 6 năm qua, kể từ khi chia tay em, tôi đã có chút không thể buông tay. Nhưng thực ra điều tôi không thể buông bỏ chỉ là sự không sẵn lòng của tôi. Còn về vấn đề tình cảm, tôi đã không còn thích em như trước nữa từ lâu rồi. Thanh Hy trầm mặc, hạ lông mày xuống. Một lúc sau, cô ta nâng mắt nhìn Trần Thanh Phong đang ngồi đối diện, mỉm cười có chút trách móc nói: cho nên anh cố ý quan tâm đến em chỉ để trút bỏ sự không cam lòng, khiến em có ảo tưởng rằng anh vẫn quan tâm về em. Tôi nghĩ nếu trong lòng em còn có tôi thì chúng ta sẽ bắt đầu lại từ đầu. Vậy chúng ta bắt đầu lại đi. Trong lòng em luôn có anh, vẫn chỉ có anh. Trần Thanh Phong nhìn tay trái bị Thanh Hy nắm lấy, trầm mặc mấy giây, sau đó dứt khoát rút ra, khẽ mỉm cười. Nhưng tôi lại nhìn thấy cô ấy rồi, cô gái khiến trái tim tôi rung động. Nếu như không gặp cô ấy, có thể tôi sẽ quay lại với em thật. Nghe được câu nói này, cô ta cười khổ. Tô Dương ở bên Đoàn Vân Nhi vì cô ta trông giống Tô Vi An. Trần Thanh Phong cũng bị cô gái khác thu hút. Tại sao những người cô ta thích tất cả đều rời bỏ cô ta chứ? Rõ ràng người đàn ông này đã từng là của cô ta, đã từng nói rất thích cô ta. Trước khi đến đây, cô ta còn nuôi một hy vọng sẽ có kết quả đẹp cho đoạn tình cảm dang dở này. Kết quả bây giờ mọi thứ chỉ là do cô ta tự mình ảo tưởng và ngộ nhận. Nâng mắt nhìn Trần Thanh Phong trước mặt, Thanh Hy đau lòng, định cất lời nói thì điện thoại của người đối diện lại đổ chuông. Sau đó là một giọng nói con gái vang lên: này anh đừng về vội, cứ ở đó nhé. Em đến đây à?
Không phải là em mà là chị Vân Nhi. Chị ấy đến công tác. Em nghe nói là mấy ngày ở đó. Vậy à? Lát nữa em sẽ gửi cho anh vị trí chị ấy, cũng như chi nhánh công ty. Anh nhớ phải tận dụng thời cơ đấy nhé. Được. Rất nhanh sau khi cúp máy, tin nhắn cũng được gửi đến. Trần Thanh Phong xem xong, cất điện thoại vào túi áo khoác, sau đó nhìn Thanh Hy. Tôi còn có việc phải làm, tôi đi trước. Thanh Hy có chút không cam lòng, nhìn chằm chằm khuôn mặt Trần Thanh Phong. Sau vài giây im lặng, cô ta quay lại mỉm cười gật đầu. Trần Thanh Phong mỉm cười đáp lại, sau đó đứng dậy đi ra ngoài, bắt taxi đến khách sạn nơi Đoàn Vân Nhi tìm số phòng cô. Cùng lúc đó, Đoàn Vân Nhi đang ngồi trên ghế sofa trong phòng khách, đang định trả lời tin nhắn của Tô Dương thì nghe thấy tiếng chuông. Cô mỉm cười vội đứng dậy đi ra. Tuy nhiên, khi nhìn thấy người tới, đôi lông mày vô thức cau lại. Tại sao lại là Trần Thanh Phong? Tại sao anh ta biết cô ở đây? Sao? Em không muốn gặp lại anh đến thế cơ à? Trần Thanh Phong khẽ cười, vừa nói vừa đưa tay vuốt ve đôi mày hơi cau lại của Đoàn Vân Nhi. Theo quán tính, cô lùi về phía sau để tránh, sau đó lạnh lùng đóng cửa lại. Tuy nhiên, trước sức lực của người đàn ông cao lớn này, hành động kia giống như mắt muỗi vậy. Trong mắt thoáng mang theo nụ cười thản nhiên. Nếu không cho tôi vào, tôi sẽ đứng đây đó. Nghe những lời này, Đoàn Vân Nhi bỗng nhiên nổi giận, do dự 2-3 giây cũng buông tay nắm. Sau đó lạnh lùng xoay người đi vào phòng khách. Mắt thấy cánh cửa đóng lại, cô quay đầu lại nhìn Trần Thanh Phong đang đi một cách thờ ơ, lạnh lùng hỏi. Anh muốn làm gì? Em nghĩ xem tôi muốn làm gì. Tôi không muốn dây dưa với anh. Em đang đợi Tô Dương, đúng không? Đoàn Vân Nhi có chút giật mình, vô thức nhìn. Trần Thanh Phong nhìn thấy vậy, cố ý trả lời. Không phải buổi biểu diễn của anh ta là ở đây sao? Vừa nói, ánh mắt anh ta vừa đảo qua đôi mày đẹp như tranh vẽ và đôi môi đỏ mọng của Đoàn Vân Nhi. Sau đó để mắt tới mái tóc dài màu hạt dẻ hơi xoăn. Vài giây sau, anh ta vô thức đưa tay phải ra, cố gắng chạm vào mái tóc mềm mại của cô. Kết quả là lại bị cô gạt đi. Đoàn Vân Nhi lùi lại 2 bước, lạnh lùng nhấn mạnh. Tôi đã nói hết những gì cần nói với anh rồi. Cô vừa dứt lời, chuông cửa phòng lại vang lên. Đoàn Vân Nhi vô thức nhìn về phía cửa ra vào. Sau đó cô nhìn Trần Thanh Phong trước mặt, thấy anh ta đang nhìn cô với vẻ mặt rất thú vị, khóe miệng hơi nhếch lên. Một lúc sau, điện thoại trong tay rung lên, đổ chuông dồn dập. Cô ngẩng đầu nhìn, thấy là Tô Dương gọi. Lông mày khẽ cau lại, đưa tay kéo Trần Thanh Phong về phía phòng ngủ, ra lệnh. Tốt nhất anh đừng có gây nên tiếng động. Một lát nữa tôi sẽ nói chuyện với anh. Không phải chúng ta chưa từng gặp nhau sao? Sao dáng vẻ em lúc này giống như kiểu ngoại tình lén lút vậy? Anh đừng tức giận. Tôi thật sự không thích dáng vẻ cau có của em chút nào. Vừa nói, Trần Thanh Phong vừa đưa tay vuốt mái tóc mềm quanh tai cô. Sau đó ghé sát vào làn da cổ trắng nõn, thở ra một hơi ấm áp nói. Lần trước tôi quên nói với em, màu tóc của em bây giờ đẹp hơn màu tóc đen trước kia rất nhiều. Vừa dứt lời, anh ta liền hôn lên cổ cô. Đoàn Vân Nhi khẽ cau mày, nhưng cũng bỏ qua, đưa tay đẩy Trần Thanh Phong, rồi rời khỏi phòng ngủ. Sau đó cô nhấc điện thoại di động trên ghế sofa trong phòng khách, đi thẳng đến cửa ra vào và mở ra. Tôi chỉ đang thay quần áo thôi, đi thôi. Ừ. Anh muốn đi đâu bây giờ? Chỗ nào cũng được. Vậy chúng ta cùng đến một nơi tôi từng đến khá là đẹp, nhưng trước mắt cùng nhau đi ăn đã. Cứ như vậy, Đoàn Vân Nhi cùng Tô Dương vừa đi vừa nói chuyện, rời khỏi khách sạn, đi thăm thú những phong cảnh đẹp mà trên Google gợi ý. Đến tối, họ cùng nhau đến một nhà hàng. Khi nhìn thấy Thanh Hy ngồi ở quầy bên cửa sổ chờ đợi, Đoàn Vân Nhi cơ bản đã hiểu ra được vấn đề, bất giác cười cười. Cùng lúc đó, Thanh Hy đang ngồi cũng nhìn thấy Tô Dương và Đoàn Vân Nhi đang đi về phía mình. Cô ta mỉm cười đứng dậy. Ở đây, cậu đến lâu rồi à?
vừa được một lúc thôi. Ừ, đây là Đoàn Vân Nhi. Tô Dương giới thiệu. Sau khi nói xong, anh lại quay sang bảo với cô. Thanh Hy, cô ấy là bạn của tôi. Sau khi màn giới thiệu kết thúc, ba người cũng ngồi xuống gọi món. Quá trình ăn diễn ra khá là suôn sẻ. Cơ bản chủ yếu là Tô Dương với Thanh Hy nói chuyện, còn cô thi thoảng sẽ thêm vào vài câu. Còn không, đa phần sẽ là im lặng. Cho tới khi bữa tối kết thúc, Đoàn Vân Nhi khẽ mỉm cười nói. Hai người cứ nói chuyện trước đi, tôi đi vệ sinh một lát. Nói xong cô đứng dậy rời khỏi chỗ ngồi. Một lúc sau, trong lúc rửa tay, cánh cửa phía sau lần nữa lại được mở ra. Thanh Hy bước lại gần, cô ta mỉm cười nhẹ nhàng nhất có thể. Chị Vi An. Vừa nói xong cô ta giả bộ ngượng ngùng nói. Xin lỗi, tôi lỡ miệng rồi. Nhưng chị thực sự rất giống chị Vi An. Nghe thấy âm thanh đó, Đoàn Vân Nhi đang cúi cũng ngẩng đầu lên, lấy ra hai chiếc khăn giấy lau tay, lạnh nhạt nói. Thật sao? Nói xong Đoàn Vân Nhi ném khăn giấy ướt vào thùng rác rồi rời đi. Thanh Hy nhìn thấy vậy, nhếch khóe miệng, đối mặt với gương trước bồn rửa mặt. Một lúc sau cô quay lại bàn ăn và ngồi xuống. Đoàn Vân Nhi mỉm cười nhìn Thanh Hy, sau đó quay sang Tô Dương hỏi. Nhân tiện cho tôi hỏi, Tô Vi An năm nay bao nhiêu tuổi? Hơn em một tuổi, năm nay 28. Tức là Thanh Hy và cô gái ấy hơn tuổi tôi phải không? Ừ. Vậy là hai người đó bằng tuổi nhau. Thế sao cô lại gọi chị ấy là chị Vi An? Hơn nữa tôi cũng không phải là cô ấy. Chúng tôi chẳng qua có ngoại hình giống nhau mà thôi. Nói xong cô quay đầu nhìn Tô Dương cười. Thì đúng như anh nói, tôi và Tô Vi An rất giống nhau. Nếu không Thanh Hy sẽ không gọi tôi là chị Vi An, và còn nói tôi giống cô ấy. Đoàn Vân Nhi nói xong quay đầu nhìn Thanh Hy, ngồi đối diện với vẻ mặt không vui. Và 2-3 giây sau cô đột nhiên như nhớ ra điều gì đó. Nhân tiện tôi vừa nhớ ra rằng chúng ta từng gặp nhau trước đây. Vừa nói Đoàn Vân Nhi vừa cười nhìn Thanh Hy. Năm ngoái tôi cũng đi ăn ở quán này. Khi ấy cô đã quan sát tôi rất lâu, đúng không? Lúc ấy tôi không biết là cô nghĩ cái gì. Nhưng bây giờ thì tôi hiểu rồi. Chắc cô đang nghĩ, không biết tôi có phải là cô gái Tô Vi An kia không? Nghe được âm thanh, Thanh Hy cau mày, tuy nhiên cô ta rất nhanh phủ nhận. Thật sao? Sao tôi lại không có chút ấn tượng nào vậy? Chỉ cần tôi có ấn tượng là được. Đoàn Vân Nhi nhẹ nhàng cười. Không phải cô muốn bắt đầu trò chơi từ nhà vệ sinh sao? Vậy thì tôi đây cũng không ngại chơi với cô. Bị khiêu khích, Thanh Hy vô thức lại nhìn Tô Dương. Thấy anh cũng đang nhìn mình với vẻ mặt kinh ngạc và khó hiểu. Đáy lòng không thôi nhói lên một trận. Anh như thế này là có ý gì? Anh sẵn sàng đứng về phía người phụ nữ này sao? Bữa ăn tưởng chừng như ngon miệng, cuối cùng lại chẳng khác gì cực hình. Thanh Hy chỉ chờ nó kết thúc để rời đi thật nhanh, để khỏi phải đối diện với sự đau lòng không cam tâm. Còn Đoàn Vân Nhi cô vẫn thản nhiên quay sang nói với Tô Dương. Tôi muốn đi bộ một lát. Được. Nói xong hai người sánh vai nhau đi dạo trên đường phố vào ban đêm. Đúng lúc này Đoàn Vân Nhi đột nhiên dừng lại. Tô Dương nhìn thấy vậy cũng dừng bước, quan tâm hỏi. Em mệt à? Cô im lặng nhìn chằm chằm anh. Sau 3-5 giây cô hỏi. Anh có muốn hẹn hò với tôi không? Loại quan hệ bạn trai và bạn gái. Nhưng chúng ta có thể chia tay bất cứ lúc nào. Nếu chia tay chúng ta còn có thể hòa hợp như bây giờ chứ? Tôi không biết, có lẽ không. Nếu như em không xác định, vậy tôi tình nguyện cùng em duy trì mối quan hệ hiện tại. Anh không muốn cùng tôi tiến xa hơn sao? Đương nhiên là có, tôi muốn gần em hơn. Muốn làm bạn trai của em, rất muốn. Nhưng tôi không muốn chia tay. Nói đến đây, anh dừng lại rồi nói tiếp. Nếu có một ngày chúng ta chia tay, tôi không muốn cắt đứt liên lạc với em. Không muốn lại mất liên lạc với em. Nghe được âm thanh đó, khóe môi Đoàn Vân Nhi chậm rãi nhếch lên. Cô bước về phía trước với nụ cười nhẹ ẩn hiện trong mắt, thản nhiên nói. Nhưng nếu một ngày tôi hẹn hò với người khác, mối quan hệ này giữa tôi và anh cũng sẽ kết thúc tại đây. Cô nói xong chỉ mấy giây, Tô Dương tiến lên trước,
đưa tay nắm lấy cổ tay cô. Vậy chúng ta hẹn hò đi. Anh sẽ không hối hận đúng không? Ừ, được. Sau cái gật đầu ấy, hai người nhìn nhau mỉm cười. Tô Dương cũng nắm tay cô, tiếp tục đi trên con đường vỉa hè nhộn nhịp, cùng nhau nhìn về tương lai phía trước. Sau khi đưa Đoàn Vân Nhi trở về khách sạn, lúc này Tô Dương cũng lấy điện thoại ra đọc tin nhắn được gửi đến của Thanh Hy. Cô ta giải thích. Hôm đó cửa hàng thật sự rất đông. Em có nhìn thấy cô ấy, nhưng cũng chỉ là nhìn thôi. Dù sao em cũng chỉ gặp qua Tô Vi An mấy lần, lúc còn là thiếu niên nữa. Làm sao có thể nhớ nổi dáng vẻ của cô ấy. Ban đầu em cũng muốn nói với anh, nhưng em bận và quên mất. Ừ, Tô Dương, anh có bao giờ nghĩ rằng mình gặp được một người có ngoại hình giống Tô Vi An không? Có lẽ một ngày nào đó, anh sẽ gặp lại Tô Vi An thật sự. Tô Dương nhìn xong im lặng, nhưng trong mắt lại có chút mỉm cười. Anh đã gặp Tô Vi An rồi, cho nên những lời nhắc nhở này đều là dư thừa. Anh nhắn lại. Thực ra, màu tóc ban đầu của em là đen, hợp với em hơn. Mùi hương cam cũng không hợp với em. Nhắn xong, anh bấm nút gửi. Sau đó nhìn ra ngoài cửa sổ xe, hồi tưởng lại quá khứ cùng Tô Vi An, chậm rãi nhếch lên khóe miệng. Năm đó khi đang học lớp 8, Tô Vi An chuyển đến. Trong buổi thể dục buổi sáng, nhà trường kiểm tra ngoại hình của các học sinh như thường lệ, và Tô Vi An bị ghi vào sổ đầu bài vì lý do nhuộm tóc. Giờ học cũng đạt loại yếu. Vì chuyện này mà cô phải chạy lên phòng giáo viên và giải thích với thầy giáo. Thầy ơi, màu tự nhiên của em không nhuộm và tóc em hơi xoăn là di truyền từ mẹ em. Mẹ em thừa hưởng từ ông ngoại em, thật đấy. Nếu thầy không tin thì em có thể gọi phụ huynh đến. Em nói thật. Vâng. Lúc ấy anh đang ngồi ở góc cuối giúp thầy giáo soạn lại một số bài kiểm tra, cho nên cũng vô tình biết được bí mật này. Về mùi hương cam, sau khi Tô Dương và Tô Vi An làm quen, một buổi chiều trong giờ học, anh và cô bất ngờ gặp nhau ở cầu thang. Vì ở gần nhau nên anh lại ngửi thấy mùi cam trên người cô. Vì thế anh liền mỉm cười và nói, nước hoa của cậu có mùi khá thơm. Tô Vi An ngạc nhiên khi nghe thấy giọng nói, nước hoa gì? 2-3 giây sau, cô mới hiểu ra, cười nói, ý cậu là mùi trên người tôi. Đó là mùi thơm tự nhiên. Thật à? Đùa thôi. Nói xong, Tô Vi An lấy ra một vỏ cam hơi tươi từ trong túi đồng phục học sinh của mình. Sau đó cô giải thích, tôi thích ăn trái cây từ khi còn nhỏ. Vỏ của chúng cũng có mùi rất thơm, nên mỗi lần ăn tôi đều để những vỏ cam này trong phòng hoặc túi áo. Một lúc sau, Tô Dương mới khôi phục suy nghĩ, rời mắt khỏi cửa sổ xe, khẽ mỉm cười. Anh thích màu tóc hạt dẻ và mùi cam. Tuy nhiên chỉ có ở trên người Tô Vi An mới khiến cho anh thật sự rung động đến mức không thể nào kiểm soát được. Về phần Thanh Hy, khi nhận được tin nhắn của Tô Dương, hốc mắt không tự chủ được mà nóng lên, lệ chảy đầy trên mặt. Thì ra từ đầu đến cuối, anh đều biết cô ta bắt chước Tô Vi An, nhưng anh không để ý cũng như muốn can thiệp vào, chứ không phải là anh thích. Đến bây giờ khi anh gặp được người phụ nữ kia, anh đã tuyệt tình nói thẳng với cô ta, ngụ ý không muốn cô ta bắt chước những điều ấy nữa. Nghĩ đến đây, cô ta càng không cam lòng, hất tung những thứ có trên bàn xuống đất, hét lên đau đớn. Tại sao anh lại muốn ở bên Đoàn Vân Nhi? Cô ta chỉ giống Tô Vi An thôi. Cô ta không phải Tô Vi An. Người anh đang tìm không phải Tô Vi An sao? Tô Vi An không phải là người anh thích sao? Tại sao anh lại muốn ở bên cô ta chứ? Rõ ràng là anh và em là bạn thuở nhỏ mà. Anh và em sống cùng một khu và ở bên nhau từ bé đến giờ. Tại sao anh lại thích cô ấy mà không thích em? Tại sao? Cô ta chỉ mới ở bên anh chưa đầy một năm, vậy mà anh lại sẵn sàng nhìn về phía cô ta. Vừa nói cô ta vừa khóc. Khóc chán, cô ta lại lẩm bẩm với chính mình. Anh chưa bao giờ thuộc về em, nhưng Trần Thanh Phong đã từng thuộc về em. Em không thể để mất anh ta được nữa. Thanh Hy nghĩ như vậy. Một lúc sau cô ta cũng rời khỏi nơi đó, bắt taxi đến một quán bar gần đó. Bên kia, Đoàn Vân Nhi ở ngoài cửa khách sạn tạm biệt Tô Dương sau đi vào. Nhưng khi đến trước cửa căn phòng mình đang ở,
Cô chợt nhớ ra mình đã quên lấy thẻ phòng khi ra ngoài vào buổi trưa. Bất lực, cô đành phải xoay người đi xuống quầy lễ tân tầng 1 của khách sạn, lấy một thẻ phòng khác để mở cửa. Tuy nhiên, khi cô đến lối vào thang máy và đợi thang máy đi xuống, Trần Thanh Phong tình cờ bước ra khỏi thang máy số 2 ở bên cạnh. Sau khi nhìn thấy cô, anh ta nhếch khóe miệng, cười đầy ngán ngẩm, sau đó nắm lấy cổ tay cô đi về phòng khách sạn. Tôi có thẻ chìa khóa ở đây. Nghe vậy, Đoàn Vân Nhi rút tay lại, lạnh lùng nói, cứ đưa cho tôi. Không. Trần Thanh Phong cười nói đi về phía trước. Đoàn Vân Nhi thấy vậy tuy có chút bất đắc dĩ nhưng vẫn bất lực đi theo. Một lúc sau họ đi tới cửa phòng, quẹt thẻ mở cửa rồi trực tiếp đi vào. Sau đó anh ta thoải mái bước đến phòng khách và ung dung ngồi xuống ghế sofa. Đoàn Vân Nhi không vui đứng ở cửa lạnh lùng nhắc nhở. Anh về được rồi đấy. Em đóng cửa lại đi, nếu để người khác nhìn thấy sẽ không hay đâu. Nghe thấy âm thanh đó, Đoàn Vân Nhi nắm chặt nắm đấm, vẻ mặt đầy thiếu kiên nhẫn. Nhưng trong vòng 2 hoặc 3 giây, cô cũng quay người sang một bên đóng cửa lại. Sau đó cô đi về phía phòng khách, mỉm cười nhẹ nói, nếu biết anh phiền phức như vậy thì tôi đã không dính dáng tới anh. Trần Thanh Phong, trước kia tôi chỉ muốn làm theo ý mình nên phát sinh chuyện không nên với anh. Ngoài ra không có bất cứ cái gì hết. Tôi nghĩ anh hiểu, chúng ta hiện tại không nên tiếp xúc với nhau. Tôi nhớ tôi đã từng nói với em, tôi không phải là loại người như em nghĩ. Vừa nói, Trần Thanh Phong vừa đưa tay đặt lên bàn nơi Đoàn Vân Nhi đang dựa vào ôm lấy cô. Sau đó anh ta ghé sát vào tai cô, nhấn mạnh từng chữ. Tôi không phải là người em muốn chơi lúc nào thì chơi, muốn chán lúc nào thì chán. Đấy là việc của anh. Em có biết lúc nhìn thấy em, trong đầu tôi liên tục hiện lên hình ảnh của em đêm đó không? Nó thật sự khiến tôi không thể dứt ra được. Vì thế em cần phải có trách nhiệm với tôi. Vừa dứt lời, Trần Thanh Phong quay người che lấy đôi môi đỏ mọng. Đoàn Vân Nhi vô thức cự tuyệt đưa tay đẩy. Nhưng người đàn ông này khiến cô không thể cử động. Cuối cùng chỉ có thể bất lực đứng đó như cái xác chết. Sau khi nụ hôn kết thúc, cô thờ ơ nhìn Trần Thanh Phong nhấn mạnh lần nữa. Tôi nói xong là xong, nhưng tôi thì không. Trần Thanh Phong lắc đầu, đang định bước lại gần thì điện thoại lại đổ chuông. Rất nhanh, đầu dây bên kia vang lên giọng nói. Xin chào, xin chào. Đây là anh Trần Thanh Phong phải không? Ai? Đây là Hep Bumba. Có một cô gái trẻ tên Thanh Hy đã uống rất nhiều rượu. Cô ấy liên tục gọi tên anh, nên chúng tôi chỉ có thể gọi điện cho anh. Địa chỉ của quán ở đâu? Chúng tôi ở tầng 3, số 4360 đường XX. Được rồi, vậy xin hãy giúp tôi chăm sóc cô ấy. Trong lúc này đừng để ai mang cô ấy đi. Vâng. Nghe được âm thanh, Trần Thanh Phong cúp máy, sau đó đi tới trước mặt Đoàn Vân Nhi nói, tôi có việc phải xử lý, ngày mai lại gặp. Nói xong anh ta giơ tay lên, mỉm cười nhẹ vuốt cằm Đoàn Vân Nhi rồi quay người rời đi. Nửa giờ sau, Trần Thanh Phong đến quán ba Hét Bùn theo địa chỉ do nhân viên quán cung cấp. Sau khi hỏi nhân viên quầy ba, anh ta quay lại quầy ba và thấy Thanh Hy đang ngủ trên bàn, khẽ gọi. Thanh Hy, dậy đi, tôi đưa em về. Bị gọi dậy, Thanh Hy say rượu dần tỉnh lại. Nhìn thấy người tới là Trần Thanh Phong, cô ta lập tức muốn đứng dậy, trong mắt mang theo nụ cười, vươn tay ôm lấy. Anh Phong, anh có thể ngừng thích người khác được không? Tiếp tục thích em được không? Em thực sự chỉ muốn ở bên anh. Em muốn ở bên anh. Đừng rời xa em có được không, Phong? Để tôi đưa em về. Nói xong, Trần Thanh Phong nhìn nhân viên khẽ gật đầu nói cảm ơn. Sau đó bế cô ta ra khỏi. Ban đầu anh ta muốn đưa Thanh Hy về nhà, nhưng gọi thế nào cô ta cũng không dậy. Cuối cùng chỉ có thể đưa về khách sạn nơi bản thân đang ở, cũng chính là khách sạn Đoàn Vân Nhi ở. Vừa đóng cửa, Thanh Hy lại bắt đầu nài nỉ van xin. Đừng rời đi được không, Thanh Phong? Anh có thể tiếp tục thích em được không? Chúng ta có thể ở bên nhau lần nữa được không? Em sẽ không làm gì có lỗi với anh nữa. Đừng như vậy, chúng ta đã kết thúc từ lâu rồi. Vừa nói, anh ta vừa dứt khoát nới lỏng đôi tay đang ôm chặt eo mình của Thanh Hy. Nhưng em không muốn,
Em không muốn anh thích người khác, em muốn anh tiếp tục thích em. Đó là chuyện của 6 năm trước. Thanh Hy, chúng ta đã xa nhau 6 năm rồi. Trần Thanh Phong trầm mặc 2 giây, sau đó lạnh lùng nói. Đó là 6 năm trước. Vừa nói anh vừa nhắc nhở. Chúng ta đã xa nhau 6 năm rồi. Nghe được âm thanh đó, nước mắt Thanh Hy rơi xuống hai bên má. Cô ta khẽ cau mày, không tin rằng Trần Thanh Phong trước mặt lại kiên quyết từ chối sự hòa giải như vậy. Nếu anh không muốn ở bên em, tại sao anh còn quan tâm đến em? Nếu em thực sự không muốn tôi quan tâm đến em, tôi sẽ rời đi ngay bây giờ. Nghe thấy âm thanh đó, Thanh Hy rơi nước mắt. Anh thật sự không ở bên em sao? Nhưng em muốn ở bên anh, em muốn ở bên anh. Chúng ta không còn gì nữa rồi. Phong, ngủ đi, ngày mai tỉnh rượu chúng ta nói chuyện. Được, ngày mai chúng ta nói. Biết là hiện tại có nói thế nào cũng không đi đến kết quả gì, Thanh Hy cuối cùng cũng chỉ có thể chấp nhận, cười đau đớn buông tay ra khỏi người Trần Thanh Phong, lảo đảo bước về phòng ngủ, gục đầu xuống gối giấm sức khóc. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 3 của bộ truyện ngôn tình rất hay và hấp dẫn có tên Hợp đồng ân ái của tác giả Lê Tuyết. Để có thể đón nghe tập truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh Truyện Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe truyện nhé. Cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.